Ở video lần trước thì chúng ta đã làm được chức năng là nest rồi ha, chúng ta sử dụng thêm cái index để đếm ha, đếm vị trí, tức là nếu mà nó lớn hơn bằng số lượng của slide thì chúng ta sẽ dừng và không chạy nữa. Rồi khi mà bấm reverse thì lúc này index nó sẽ trừ đi ha, thì nó index sẽ là lúc này sẽ là trừ trừ ha, nó sẽ tương ứng với là index bằng index trừ một đó. Mình đã chỉ các bạn cái này rất là kỹ rồi ha, thì nó phải giảm đi, lúc này index giảm đi nha. Rồi index giảm đi nha. Position x lúc này sẽ bằng gì? Position x ha, tại vì lúc này nó sẽ rất là lớn, nó sẽ là cộng ha, cộng cho slider item width nha. Đó, như thế này, và mình sẽ copy cái này xuống đây, rồi mình bấm next nữa ha. Đó, không bấm được nữa ha, là trừ 4.000 rồi, bấm lui nè. Đó, 3.000, 2.000, 1.000, không, nhưng mình bấm cái nữa nó sẽ lỗi. Đó, thì lúc này mình phải check index ha. Index lúc này mình phải check là nếu mà index nhỏ hơn bằng 0, tức là nó đang ở vị trí đầu tiên, hiểu không? Nếu nó đang ở vị trí đầu tiên thì mình dừng luôn, tức là đã tới vị trí đầu tiên thì mình sẽ dừng như thế này. Đó, thì khi các vào các bạn bấm thì nó đang ở vị trí đầu tiên thì các bạn sẽ không bấm được. Các bạn bấm next này, đó, thấy chưa? 4 nè, đó. Thì chà, mình đang bị lỗi chỗ này, trừ 7.000 nó vẫn chạy được nè. Hình như mình đang bị lỗi chỗ nào rồi. Index nhỏ hơn bằng 0 thì sẽ return. Mình check nhầm chỗ này, index còn cộng đúng không? Index trừ trừ. Reload lại nhé. Rồi, khi mà mình bấm trừ trừ. Hiểu rồi. Vấn đề chỗ này chúng ta đặt sai vị trí ha. Các bạn thấy này, mình viết code như thế này đúng không? Nếu mà direction là trừ 1 tức là reverse đúng không? Thì lúc đầu vô mình bấm reverse ngay lập tức luôn. Khi đó mình bấm cả chục cái như thế này thì lúc này nó chạy tới đoạn code này là index trừ trừ. Thấy chưa? Thì index trừ trừ này thì nó cứ trừ 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 mãi, trừ tới số âm luôn. Âm mấy luôn, thì khi mình bấm net á, thì nó sẽ chạy sai. Lúc này mình sẽ để cái này ở đây. Mình sẽ viết chỗ này ha. Mình sẽ để là index lúc này sẽ bằng 0 ha. Vào return. Thế này. Rồi, có nghĩa là gì ha, nếu mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì mình sẽ để gắn lại là index bằng 0, được chưa? Và return chương trình. Thì bây giờ vô mình bấm này, vô cả chục cái luôn ha. Rồi sau đó mình bấm next nha. 1.000, trừ 2.000, trừ 3.000, trừ 4.000. Đó, nó dừng rồi này, không được nữa, được chưa? Trừ 3.000, trừ 2.000, trừ 1.000, trừ 0. Đó, vẫn được. Tại sao thế? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta để index ở cộng cộng trên này và chúng ta mới check trên này. Thì lúc nào mình sẽ để chỗ này là gì? Tương tự ở dưới luôn, mình sẽ để là index sẽ bằng slide len ha. Đó, và return ở đây như thế này. Rồi làm lại này, đó mình sẽ tới cuối rồi đúng không, bấm thêm chục cái nữa, rồi sau đó bấm back lại, đó không còn lỗi nữa, không bị cái lỗi này nữa, tại vì chúng ta bấm tới cuối đúng không, chúng ta phải để index đó. Các bạn thấy không, mình để index cộng chúng ta bấm index nó đang. Thì chúng ta phải check điều kiện là lớn hơn bằng thì gắn index bằng cái slide length luôn, tức là số lượng phần tử đây là 5 cái ha. Và nếu mà nhỏ hơn bằng 0 thì mình sẽ gắn nó bằng 0, tức là nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là bằng cái số lượng phần tử của slide là slide length. Đó, như vậy là chúng ta đã làm được cơ bản là cái chức năng như thế. Đây ha. Rồi các bạn thấy mà khi mà mình nhấn nó bôi cái xanh này lên này, mình nghĩ là chỗ này sẽ là slider item sẽ là user select là 5 đấy ha. Đó, tại vì sao khi mình bấm nó có cái lớp màu xanh phủ lên thì hơi khó chịu, thì mình sẽ vào cái slider item ha. Slider item mình sẽ code cho nó là user select là 5. Đó, như thế này. Rồi các bạn sẽ thấy một vấn đề nữa ha, là khi mà chúng ta bấm như thế này nè, bấm liên tục á, slider nó sẽ chuyển rất là nhanh. Thì chúng ta muốn là khi mà bấm thì nó sẽ có một khoảng thời gian để slider chạy xong. Thì mình vừa biết ở đây là di chuyển của nó là transform là 0.25 giây. Tức là mình muốn là khi cái transition này chạy xong là 0.25 giây thì mình mới được bấm. Thì khi mà mình bấm next liên tục hay reverse liên tục á, nó mới được chạy tiếp. Lỡ người ta bấm quá nhanh đó, nhìn không có đã. Mình muốn là cho dù bấm nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì nó phải cái slider nó phải chuyển xong cái đã. Thì mình chưa chuyển xong là nó đã chuyển tới cái khác rồi. Các bạn thấy không? Nếu mà mình bấm liên tục như thế này đó, tức là mình muốn chuyển slide xong cái đã rồi mới đến được slide khác. Thì làm sao để làm được như vậy thì ở video tiếp theo chúng ta sẽ tối tiếp nha.